Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu là một phôi cẩm thị mới về nha, phôi quái. Phôi này phôi quái nha. Phôi này có mã số là 17 nha, mã số 17. Cái hoành hoành gốc đo được chỗ này nha là 50. Từ đầu này mà xuống dưới đây là 55 nha. Phôi này phôi quái cho nên là nó cũng chiều rộng mà từ cái đầu rễ này mà qua bên bên đây luôn là 106 nha. Chiều phóng từ cái đầu rễ này mà lên trên cái ngọn đây là 118. Bề rễ hiện tại nha, bề rễ hiện tại là 57 nhân cho 25, 57 nhân cho 25. Cái này về mình kiếm chậu oval hoặc là chữ nhật thì ok luôn nha. Cái này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn nha. 1,2 triệu bao ship luôn, 1,2 triệu bao ship. Mùa này thì mình ưu phôi tỷ lệ nó đạt ok hơn nha cả nhà. Đó, cây quái luôn. Lũ âm thân ở đây luôn nha. Đó. Ở đây nó có dính một ít bầu đất này, ở bên đây rễ này cả nhà. Đó, rễ này. Nói chung mình trồng lên tới đây là ok rồi. 1,200k bao ship, rất chi là mềm cho phôi này luôn. Mã số 17 nha, 1,200k bao ship cho phôi này luôn nha. Phôi cẩm thị nha, phôi này phôi quái. Rất chi là mềm luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha.